Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì người dân ở thủ đô Hà Nội cũng như là khu vực phía Đông Bắc Bộ lại tiếp tục có một ngày mát mẻ dễ chịu với mức nhiệt ở vào khoảng là 28 cho đến 30 độ nên là cảm giác như là đang trong tiết thu, trời chỉ có nắng nhẹ. Trong khi đó thì ở khu vực Tây Bắc như là tại Điện Biên hay là Lai Châu thì mặc dù là vùng thấp nóng ở phía Tây đang bắt đầu hoạt động nhưng mà cũng chưa hoành hành mạnh. Tuy nhiên thì xu hướng tăng nhiệt đã có dấu hiệu rõ lên, trưa nay thì đã bắt đầu xuất hiện một vài điểm nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao ở mức là 35 đến 36 độ. Sang đến ngày mai, vùng thấp nóng phía Tây sẽ phát triển mạnh hơn nữa và bao trùm lấy khắp khu vực Bắc Bộ, tạo ra hiệu ứng gió phơn. Do đó sẽ đẩy cho nền nhiệt độ ở khu vực phía Tây đều đồng loạt tăng lên ngưỡng là 35 đến 37 độ. Riêng những điểm như là Mường La, Mường Lay, Mường Tè thì nhiệt độ sẽ tăng cao tới ngưỡng là 37 đến 39 độ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí tại đây giảm nhanh xuống ở mức là dưới 55%. Do vậy mà thời tiết sẽ trở nên khô và nóng. Do vùng thấp phía Tây nóng và mở rộng phạm vi và lấn sang khu vực vùng núi và trung du các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nên là trong ngày mai thì dọc theo các tỉnh từ Lạng Sơn sang đến khu vực của Hà Giang và cả vùng núi trung du của khu vực của Bắc Giang cũng như là Tuyên Quang và cả Phú Thọ thì nhiệt độ cũng sẽ đồng loạt tăng lên mức là 35-36 độ. Do vậy mà trạng thái nóng bức sẽ gia tăng lên đáng kể. Với vùng đồng bằng, trong đó bao gồm có cả thủ đô Hà Nội, do có vị trí nằm xa về phía đông nam nên chưa chịu tác động nhiều của vùng thấp. Tuy nhiên thì nhiệt độ tại khu vực này trong ngày mai cũng tăng lên ở mức là 33 cho đến 34 độ, khiến cho trời chuyển nóng nhẹ. Riêng tại Hải Phòng và tại Quảng Ninh thì do nằm gần với biển nên là nhiệt độ nơi đây sẽ không cao và chỉ nằm trong khoảng là 29 cho đến 31 độ, thời tiết khá là mát mẻ. Xuôi xuống miền Trung, xu hướng phát triển và mở rộng phạm vi của vùng áp thấp ở phía Tây cũng khiến cho nền nhiệt độ tại khu vực này từ ngày mai sẽ đồng loạt tăng lên. Dưới tác động của đới gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn nên là nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt độ phổ biến trong khoảng là 36 đến 38 độ. Trong khi đó thì phần còn lại của khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến khu vực của Bình Thuận vẫn tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt với đêm không mưa, ngày trời có nắng từ sớm, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Chỉ riêng tại Quảng Ngãi thì cũng có nắng nóng với mức nhiệt chạm ngưỡng là 37 độ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng ở phía Bắc, nhưng mà do khối không khí biển ổn định vẫn bao trùm lấy toàn bộ khu vực. Vì thế mà ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai vẫn là một ngày nắng sớm, với mức nhiệt trong ngày tiếp tục ở ngưỡng cao. Với khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 32 cho đến 34 độ. Trong đó thì những điểm như là Madrak hay là Ea Kmart hay là Ayipun là những nơi mà có nhiệt độ cao hơn hẳn và lên tới mức là trên dưới 35 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông vẫn là khu vực mà có nắng nóng mạnh nhất với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều sẽ là 35 cho đến 36 độ. Còn ở các tỉnh miền Tây thì trời dịu hơn với mức nhiệt độ ở trong khoảng là 32 cho đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, vùng thấp nóng phía Tây không chỉ gây ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng cho cả khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, đồng thời thì nó cũng đóng vai trò như là một vùng trung tâm hút gió, làm cho cường độ gió ở trên khu vực của vịnh Bắc Bộ tăng lên ở mức là cấp 6, có lúc là cấp 7 và giật trên cấp 7. Với cường độ gió như vậy thì độ cao sóng biển ở trên vịnh sẽ tăng lên từ 1,75m cho đến 2,75m, khiến cho biển động mạnh và tình trạng biển sẽ ảnh hưởng đáng kể tới giao thông đi lại cũng như là các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân trên vịnh. Các vùng biển khác thì gió có cường độ trung bình, tầm nhìn xa thoáng trên 10km, tình trạng biển bình thường, thời tiết khá thuận lợi cho bà con ngư dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị có buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.